Khoảng 1.200 học sinh trường quốc tế AISVN đã quay trở lại trường học sau nhiều ngày liên tiếp phải ngừng việc học do giáo viên đồng loạt nghỉ dạy bởi nhà trường mất khả năng thanh khoản dẫn đến nợ lương từ tháng 1 đến nay. Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính đến 15 giờ ngày 2 tháng 4 đã có 542 trên 1.112 phụ huynh đóng góp số tiền khoảng 22,8 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh trường quốc tế AISVN thực hiện chi trả hết nợ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà tháng 1, tháng 2 của giáo viên nước ngoài. Giáo viên nhân viên Việt Nam được chi trả 50% lương. Thống kê tổng chi trả hơn 18,2 tỷ đồng. Trước đó tối 2 tháng 4, phụ huynh học sinh trường quốc tế AISVN đã nhận được email của nhà trường thông báo về thời gian quay trở lại trường học của gần 1.200 học sinh sau thời gian gián đoạn. Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn giám sát hoạt động trường quốc tế AISVN ghi nhận sáng ngày 3 tháng 4, 100% giáo viên đến trường giảng dạy sau thời gian gián đoạn do nợ lương. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đề nghị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trường quốc tế AISVN khẩn trương tiến hành xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với việc tái cấu trúc công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS nhằm đảm bảo nguồn lực và tài chính để tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 46 năm 2017 của Chính phủ.